Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vlog của Daniel Sakalan. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành đến Đông và Nam Phi để tìm hiểu một loài cây mới có tên là Calancori crompopilosa, với tên tiếng Việt là miếng bánh từ thiên đường hoặc là bướm bạc theo cách gọi dân gian của Việt Nam. Calancori là một chi thực vật có hoa mọng nước thuộc họ Crassula. Chi có vùng phân bố rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng hầu hết các loài cây được săn đón nhiều nhất là từ Tây Nam Madagascar, Đông Phi hoặc Nam Phi. Cái tên này xuất phát từ tên tiếng Trung Calanchoe, có nghĩa là cái rơi hoặc lớn lên, trong đó pilosa có nghĩa là màu trắng. Calancori là một chi bao gồm khoảng 125 loài, nhưng chỉ có một số ít được nhìn thấy thường xuyên trong trồng trọt. Calancori có nguồn gốc từ các khu vực khô cằn. Các giống lai hiện đại được đánh giá cao nhờ dạng lá thú vị hoặc là hoa của chúng. Hoa Calancori có màu đỏ, hồng, vàng hoặc màu trắng. Giống như nhiều loài xương rồng khác, đây không phải là một loại cây khó trồng, do đó bạn phải cẩn thận với nước, đặc biệt là vào mùa đông hoặc mùa mưa ở Sài Gòn. Calancori crompopilosa là một loài Calancori nhỏ xinh xắn, một trong những loài sinh trưởng nhỏ hơn của chi này, với thân cây màu bạc, phần nhánh lấm đớm màu nâu. Các lá cây có hình thoi hoặc hình quạt với các mảng màu nâu đồng đẹp mắt. Phần lớn được bao phủ bởi lớp vảy trắng bạc, mép ngoài màu be với các răng nhọn. Là loại cây thân gỗ lâu năm, ít nhánh, mọng nước, cao từ 10 đến 20 cm, có rễ dạng sợi ngắn, dài 10 cm, thân cây mỏng với đường kính khoảng 8 mm, cứng hóa gỗ, mọc thẳng hoặc có nhiều lông dài. Lá cây nhỏ, dài khoảng 2 đến 3 cm, nhiều thịt, cứng, mọc xen kẽ hoặc mọc đối xứng trên cuống lá dài từ 1 đến 3 mm. Các phiến lá hình tam giác, hơi lõm ở đỉnh, điểm lồi ở đáy dày từ 2 đến 3 mm, màu xanh xám hoặc xanh bạc. Các phần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có xu hướng chuyển sang màu nâu bạc và lớm đớm những đốm nâu sẫm, tương phản trong khi những phần trong bóng râm có màu xanh hơn với các chấm màu xanh lá cây. Phiến lá tròn ở đầu và có khía hoặc khía không đều, góc thuôn nhọn hoặc hình nêm, và các lá rất mỏng manh và có thể tách ra khi bị chạm vào. Hoa của Calancori crompopilosa dạng sim, cao từ 8 đến 12 cm, mảnh, phần nhánh và có các lông tơ. Chăm sóc Calancori nên thận trọng về mức độ ánh sáng vì ánh nắng gay gắt có thể làm cháy đầu lá. Vì thế nên đặt chậu ở nơi có ánh sáng một phần hoặc nơi có bóng râm nhẹ là điều kiện tốt nhất cho cây. Cây được đánh giá cao vì những bông hoa rực rỡ và lâu tàn vào mùa thụ phấn. Chúng thích những nơi có ánh sáng, nhiều nắng, đặc biệt là vào mùa cây sinh sôi nảy nở. Cần tưới nước vừa phải từ tháng 8 đến tháng 12 khi cây sinh sôi nảy nở mạnh nhất. Giảm tưới nước trong những tháng mùa hè khi cây hầu như ngủ đông và mùa đông khi sự phát triển của cây đang dần chậm lại. Các bạn nên để cho bề mặt đất khô đi giữa các lần tưới, vì thế các bạn nên rải mặt cho cây nhằm quan sát được việc bề mặt đất có khô hay không. Các bạn nên thường xuyên quan sát các lá cây nhằm biết được các dấu hiệu của sự uống nước. Vì thế giá thể cho cây hôm nay bao gồm một phần hỗn hợp đá, một phần perlite, một phần bitmoss và phần tan chậm. Đây là giá thể phù hợp nhằm giữ ẩm cũng như tạo giá thể tơi xốp cho cây nơi khí hậu Sài Gòn. Về phần dinh dưỡng trong suốt mùa sinh trưởng, các bạn có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây 2 tuần một lần bằng phân bón dạng lỏng hoặc sử dụng phân tan chậm. Calancori là loại cây nhỏ,
cần được thay chậu vài năm một lần. Khi thay chậu, các bạn hãy cẩn thận trong việc xử lý lá vì lá hơi giòn và có thể dễ gãy. Đối với Kalanchoe, cây chỉ cần tưới nước 2 lần một tuần nhằm tạo độ ẩm vừa đủ trong đất mà không gây úng cây. Đặc biệt nên hạn chế tưới lên ngọn cây gây úng lá. Vẫn hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn khi trồng và chăm sóc một loại cây mới ở Sài Gòn. Sài Gòn đang có những cơn mưa bất chợt, các bạn hãy chăm sóc các cây cảnh của mình cẩn thận vì độ ẩm trong không khí khá cao, tránh tưới nước quá nhiều gây úng cây. Cảm ơn các bạn đã xem hết Vlog lần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Vlog lần tới.